trường tranh thủ flex cho chiếc nhà hàng hơn 100 chi nhánh. Chủ thương hiệu là của anh. Anh có khoảng 110 cái. Tại anh đang là đồng sáng lập chuỗi mì Kaiser, xin mời anh ạ. Trai đẹp và những chiếc giao diện bất ổn. Còn những người mà tỏ ra là thật là manly thì chưa chắc là như vậy đâu. Đúng là người giàu có thì luôn có lối đi riêng. Nam diễn viên Quốc Trường kiêm ông chủ giàu có cứ là tranh thủ bia cho chuỗi nhà hàng của mình mãi thôi. Nhớ bị gai xinh, nhớ bị gai xinh. Ông Hoàng tranh thủ, chú tể tận dụng thời cơ phải gọi tên Quốc Trường thôi, chứ anh quá là có tâm bia cho nhà hàng của mình rồi. Người giàu lại càng thêm giàu là nhờ vào mấy cái khúc này đây. Cao thủ không bằng tranh thủ, đẹp cũng là một loại ưu tiên, nhưng Quốc Trường, ông có tài năng lại còn diễn xuất đỉnh nữa. Khỏi cần ưu tiên, anh thật xứng đáng để có được tôi. Đến cả nhân viên của anh còn vào khen tới tấp. Ông chủ tui á trời, đợt làm ở cửa hàng khách toàn shipper vô tới tấp muốn khóc. Xong anh đứng chụp tui đăng lên trên Instagram. Qua lời kể của nhân viên, cái thấy anh này quá là đáng yêu, dễ thương. Quảng cáo thì cứ phải gọi là nhiệt tình hết đất, nhưng mà hỏi anh có nhớ địa chỉ không thì ông chủ chuỗi hơn 100 chi nhánh cũng phải lắc đầu không nhớ ra. Đấy, giàu quá lâu lâu nó cũng có cái bất lợi lắm đấy chứ. Quốc Trường còn được người hâm mộ nhớ đến bởi chiếc nhan sắc xoái ca chuẩn nam thần tiểu thuyết. Sao chú đẹp trai vậy? Chắc hỏi mẹ chú quá. Gì mà chú? Mới 18 tuổi kêu chú gì? Không được nha, phải kêu bằng bé ơi. Thế nhưng khi ở nhà thì cái giao diện của anh trai này cũng lạ dữ lắm. Sao mà hai cái phiên bản ở nhà với ra đường của anh nó khác nhau đến thế là cùng. Trời ơi, đã là Yummy hết nước chấm rồi, mà anh còn có vô số tài lẻ từ nấu ăn, đàn hát, nhảy nhót đủ cả thì bảo sao mà các chị, các em cứ la đổ đứ đừ. Đúng là ông trời không cho ai tất cả mà, một người đàn ông hoàn hảo và là mẫu hình chồng quốc dân, thế nhưng anh Trường nhà ta vẫn ê sắc ê đấy thôi. Giàu có, đẹp trai, nổi tiếng, ấy thế mà anh vẫn cứ mình ên khiến các chị em thì cứ là dần dần muốn ứng tuyển làm người nâng khăn sửa túi cho anh. Duyên đến thì sẽ đến, và hiện tại Trường đang mở cửa đây. Cô nào hợp là mình hốt về nhà luôn. Yêu ai là chắc chắn người anh yêu anh cưới. Coi bộ cái danh sách này nó cũng dài dữ luôn đấy. Bên cạnh làm diễn viên, Quốc Trường còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh với thương hiệu mì cay thành lập cùng nhóm bạn thân. Không chỉ sở hữu gương mặt điển trai và thân hình cuốn hút, diễn viên Quốc Trường còn được nhiều người ngưỡng mộ với khối tài sản lớn ở tuổi U40. Anh đang sống độc thân ở biệt thự mới xây rộng 305m2 trị giá khoảng 40 tỷ đồng gần khu phố Mỹ Hưng. Không chỉ vậy, anh còn là một người con cực kỳ hiếu thảo, xây nhà dưỡng già cho ba mẹ, đầy đủ tố chất của một anh chồng quốc dân trong mắt chị em. Việc của anh Quốc Trường giờ đây chỉ là tìm cho mình một tấm vợ ưng ý mà thôi. Bạn có cảm nhận như thế nào về cuộc sống của Quốc Trường thời điểm hiện tại? Cùng chia sẻ với Gian nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.